Hôm nay tiếp tục đi theo chân du khỉ leo dừa hay du khỉ miền Tây đi hái dừa nè mọi người. Chưa gì dân lãnh lên tới đọt này. Quá đã là quá đỉnh luôn. Xuống từ từ thôi ship. Rồi leo xuống ta tháo ra đi anh Tài. Tháo xong rồi tí leo lên. Xuống luôn hả? Tháo ra không? Mới giùm nha. Mới giờ mà hồi tính tiền công nha du khỉ. Ủa mấy nay hái nhiều không du khỉ? Nay hái nhiều không? Cái gì ít vậy? Còn trước cửa nhà anh Toàn đẳng đó mà. Hồi nãy anh kêu là anh đẳng đó. Ủa nãy cái số 564 của ai vậy? Hả? Bị dướng hả? Vậy hả? Chết cha bị dướng rồi. Vậy có con Tài á. Từ từ gửi phụ nha, đang quay vừa quay phim vừa. Sao nó gấp vậy? Từ từ hả hả. Tự nhiên chưa chân leo lên rồi. Rồi. Rồi đó, buông lỏng tay đó. Từ từ. Ồ, vừa khô luôn hả? Xuống rồi nè. Rồi. Trời, vừa khô xuống gì vậy? Rồi, cắt vừa khô luôn. Mở dây luôn hả? Xuống luôn đi rồi mở. Còn nữa hả? Kêu anh Toàn nha, hỗ trợ đi. Bí kíp nào mà cột dây hay vậy? Khéo ghê, em không biết cột dây kiểu đưa vừa xuống vậy. Ủa cây này mấy buồn mà nhiều trái vậy? Trời ơi, vừa đó vừa gì có quăng trái bụp bụp vậy đó. Nào hả? Xuống hả? Trời, du khỉ leo dừa đúng rồi đấy. Phiêu. Mới leo có con cây rồi kìa. Cảm giác thế nào sau khi leo một cây? Ông hả? Trời ghê vậy. Đâu có ông đâu, cho em coi coi. Trời ơi, ông nè mọi người. Nãy giờ leo xong mới thấy phát hiện. Hả? Trời, có ông mọi người, mấy con ông nhỏ này nè. Chú khỉ sao ông hả? Ủa anh Toàn chở gạo bên đó hay gì á? Anh chở gạo bên đó hay gì? Qua kia khác hả? Thấy ăn cây mà được mấy buồn gì cũng ngon. Lẹ lẹ anh Toàn ơi. Cắt gọn luôn hả? Ủa? Thám ngày là bán hết luôn. Mấy bữa này bán hết rồi ha. Tết rồi, tới anh Tài hết tóc rồi. 30.000 một cái đầu. Một năm tốn có 30.000 tiền tóc thôi.
Du khỉ, du khỉ này thích ở trên cây hơn ở dưới đất ha. Từ từ thôi anh Tài. Đó rồi ơi, rớt nguyên đùm luôn, giống giống như bắn pháo bông vậy đó. Vậy ngày nào cũng gọi á. Đúng rồi, chưa tới 1 tháng nữa mà bình quân là 1 tháng đó. Anh thường mấy tháng mới có hớt tóc anh Toàn? 3 tháng hả? Em là 1 tháng. Hồi nãy giờ hái xong thì anh Tài anh gom lại được một chiếc xe gùa dừa anh mọi người. Ở ngoài còn mấy buồng nữa, tí gom sao ha. Giờ đi ra ngoài là đẩy lên dốc. Quá trời dừa luôn. Anh Tài anh đang xa xa là anh cùng lại mấy cái cuộn dây. Hồi nãy anh hái anh đi qua cây khác coi còn cây nào nữa không. Ủa cây dừa xanh bên đó sao không hái luôn? Không có vườn dừa nè mọi người. Dạ hả? Dừa khô thì nhỏ gì vậy? Nào mini. Thế chiếc này trái cây nãy phải gặp em đốn trái cây đó rồi anh để bán đâu có nhiêu tiền. Đi gom dừa vô thôi mọi người ơi. Tiếp tục gom nữa ha. Nãy gom được 1 xe, 2 xe rồi giờ là gom tiếp. Dừa bữa nay trái nhí nhí không. Tính ra du khỉ giỏi quá. Giờ mình hái cây dừa xanh nào nữa vậy? Cái này hả? Hy vọng là không có ông. Cậu vàng đi theo nữa kìa. Hấm cây này mình đốt không hết được không? Ôi nãy giờ mình hái 5-6 cây chứ anh Tài. Ở đây có cái bụi tre quá trời luôn. Quá trời tre luôn. 5 cây. Cố lên anh Tài. Kêu lấy cái chai ấy không? Đây du khỉ đang test thử. Có ổ ong không? Có ong là không có leo hái nữa. Tại vì lúc gà ổ ong bận đóng lên cây gây quá nguy hiểm. Cuối cùng một sau một hồi thăm dò thì du khỉ đã leo tới đọt và an toàn nha mọi người. Cây này cuối cùng là phát hiện không có ong. Được. Gì thế nào thôi. Cái mấy bà bán bà bánh cái gì đấy. Đừng buồn hả? Xuống hiện tại ơi. Ủa anh Toàn lấy bùn dừa kìa. Dừa xuống kìa.
Còn mùa nào nữa không? Như đây chắc vườn của anh chắc cũng 50-70 cây hết anh Toàn. Đói bụng quá. Sáng giờ anh ăn gì chưa? Xuống xuống rồi. Quên cuộc dây mà cắt. Có tay du khỉ, bữa nay du khỉ mơ hồ quá nha. Quên cuộc dây mà cắt vậy anh Toàn chơi kỳ. Cuộc dây chưa? Buồn đó cuộc chưa? Tiêu luôn rồi. Cây này chứ ngon nè, trái bự nè anh Toàn. Cây này cũng ngon nữa nè. Trái bự không mà dễ bán. Ủa mấy cây trái bự này sao không phải bán ra hết mấy trái bự. Nhớ cột dây nha du khỉ. Xuống kìa anh Toàn ơi. Buồn nãy quên cột dây rớt với đìa rồi. Non. Non để về bữa hả? Cây bên kia nha du khỉ. Mệt hả? Này hái nhiều đó rồi hả? Rồi chắc này trái bự không nè. Này trái bự không luôn. Ốm rồi du khỉ, ốm 40 kg này chắc còn 35. Dán duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao tới 50 tuổi rồi. Mười tám ngày nữa hả? Dán duy trì đỉnh cao. Để lên đẩy luôn cho vui. Đẩy luôn. Bỏ lên xe tôi đẩy luôn có chiếc xe mà. Bỏ lên luôn tại. Hai người để người đẩy tay. Hỗ trợ nhau. Tại vì anh Tài, ố anh Toàn anh bệnh. Nhiều khi anh đẩy nặng quá anh đẩy không nổi. Du khỉ. Du khỉ thì có siêu nhân. Sức mạnh, siêu bền. Du khỉ người ta còn nhớ nè. Mái tóc phiêu bồng. Du khỉ đẹp trai quá. Ghen gì vậy, thành tích bất bại của mình. Kỷ lục hái dừa tới năm 50 tuổi nha. 100 tuổi. Mệt quá ha. Đi theo du khỉ hái dừa mà thấy du khỉ mệt. Mái tóc phiêu bồng. Đây, kết quả sau một buổi hái dừa của du khỉ. Bữa nay mình hái theo số lượng đó mọi người. Bán hết mới hái tiếp ha. Trước kìa anh Toàn. Có mấy cái buồn ngoài đây nữa. Yeah, cool.